chương 51, tuyệt đối là một nam nhân phúc hắc, nham hiểm. Vân mặt giao sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, quỳ rạp trên mặt đất liên tục dập đầu, vương gia thứ tội, tiện thiếp cũng không dám, nữa, vương gia thứ tội. Cái trán của nàng ta gần như chảy máu, Phượng Thiên Vũ cũng thần sắc bất động, lạnh lạnh nói, ngươi tiếp tục dông dài, thì phải là sáu ngày, lần này, vân mặt giao sợ tới mức không dám động, ngơ ngác tùy ý binh lính đem nàng ta đỡ đi ra ngoài. Long Phù Nguyệt cũng sợ tới mức đứng ở nơi đó, động cũng không dám động, tên biến thái này, quả nhiên không phải biến thái bình thường. Vân mặt giao tốt xấu gì cũng xem như người bên gối hắn, hắn lại có thể đối đãi âm độc với nàng ta như thế. Người kia, cười thật ngọt, xuống tay thật âm độc, tuyệt đối là phúc hắc nam, nham hiểm đáng sợ, Long Phù Nguyệt đang ở trong bụng mãnh liệt quán thầm, chợt thấy thân mình nhẹ hẳn, đã bị Phượng Thiên Vũ ôm lấy, nàng hoảng sợ, ngươi ngươi muốn xử phạt ta như thế nào ông trời a người bên gối mà hắn còn xuống tay âm độc như thế còn nàng chỉ là một tiểu nha hoàng hắn sẽ không trực tiếp giết nàng chứ nghe nói làm vương gia bình thường muốn giết một tiểu nha đầu dễ dàng giống như bóp chết một con kiến vậy mặc phượng thiên vũ bình tĩnh một câu cũng không nói đem nàng đặt xuống trên chăn đệm nằm dưới đất xem xét một chút thương thế trên mông nàng lại bôi một ít thuốc mở lên lúc này mới buông tay lạnh lùng thốt nhóc con không nên tùy tiện để tiểu thanh xà của ngươi đã thương người bằng không bổn vương sẽ đem cánh tay này của ngươi chặt bỏ còn nữa về sau ngươi chính là nha đầu bên người bổn vương trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi sáng mai bổn vương phái riêng một người đến dạy ngươi quy tắc hắn ngẩng đầu nhìn xem đồng hồ nước khuôn mặt tuấn tú nhất thời tối sầm mới đây đã đến canh bốn rồi nhóc con ngươi náo loạn làm cho bổn vương một đêm không ngủ May mắn hiện tại không phải ở thiên tuyền quốc, bằng không bổn vương hiện tại đã vào triều. Cốt lắm, bổn vương chợp mắt một chút, đến canh năm ngươi nhớ đánh thức bổn vương. Nếu như làm trễ nải chuyện của bổn vương, bổn vương sẽ lấy đầu của ngươi. Long Phù Nguyệt giờ phút này nào dám nói nửa chữ không? cúi đầu đáp ứng, trong lòng lại đang oán thầm, nha, ta cũng một đêm không ngủ a à, còn bị mấy đòn hiểm biến thái của ngươi, năm 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 năm, số ta thật khổ còn phải trong chừng canh giờ, miệng vết thương trên mông nàng tuy rằng chẳng phải đau, nhưng vẫn là không dám chạm đất, chỉ có thể nằm úp sấp. Chương 52, một đôi mắt gấu mèo. Mắt thấy Phượng Thiên Vũ nằm trên giường sau suốt án ngủ say, nàng cũng muốn được như vậy muốn chết, nhưng cũng không dám ngủ, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chầm chầm đồng hồ nước, canh một qua đi rồi bây giờ lại đến canh hai, cho tới bây giờ không khỏi có cảm giác một canh giờ lại trôi qua khó khăn như vậy, Nàng gần như là thấy dài như cả năm, mí trên cũng mí dưới liều mạng đánh vào nhau, nàng thấy vậy liền liều mạng ngắt mình một cái, dùng đau đớn để bức bách chính mình tỉnh táo, một canh giờ gian nan cuối cùng cũng trôi qua. Long Phù Nguyệt nghe được bên ngoài đánh canh năm, vừa định nhảy dựng lên kêu Phượng Thiên Vũ, ngoài trướng liền truyền đến thanh âm của hai công công, Vương gia, trời đã canh năm, chúng nô tài hầu hạ vương gia rời giường, thanh âm bọn họ không lớn không nhỏ, vừa nghe đã biết được huấn luyện Phượng Thiên Vũ lười biến ngáp một cái, hai ngươi, có thể vào được, Long Phù Nguyệt giật mình mở mắt to, thì ra có thái giám chuyên đánh thức vương gia rời giường, tên biến thái kia còn muốn nàng nhìn chầm chầm đồng hồ nước làm chi. Hắn lại muốn chỉnh nàng, Long Phù Nguyệt trong lòng tiểu vũ trụ hừng hực bốc cháy lên, nhưng nàng lại học ngoan, không dám mắng hắn, chỉ dám lấy hai mắt to trừng hắn, nếu trong ánh mắt có thể bắn ra dao nhỏ, phỏng chừng Phượng Thiên Vũ liền biến thành con nhím. Phượng Thiên Vũ chậm rãi nhìn hai thái giám hầu hạ mặt triều phục, sau đó tà tứ liếc nhìn Long Phù Nguyệt một cái, thấy nàng kia có một đôi mắt gấu mèo, trong đôi mắt màu lam xinh đẹp hiện lên tia cười bẩn cực, đi đến trước người nàng, hắn thâm ý khen ngợi vỗ vỗ vào đầu nàng, nhóc con, làm việc không tồi, bổn vương phải thưởng cho ngươi, Long Phù Nguyệt mở to mắt trừng hắn, nếu ở hiện đại, nàng sớm đem hắn mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Nhưng bây giờ, năm 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 năm, nàng không dám. Nghe hắn nói muốn ban thưởng cho nàng, nàng cắn răng nở nụ cười, đa tạ vương gia khen thưởng, đây là việc tiểu nhân phải làm, phần thưởng trong lời nói của vương gia, chỉ cần ban cho nô tỳ ngủ một giấc đi. Con bà nó, nàng mở to hai mắt đến bây giờ, phải vậy mới đã, đôi môi phượng thiên vũ khẽ nhất, lộ ra một nụ cười quyến rũ cười, sờ sờ đầu nàng, nhóc con, nhanh như vậy liền vội vã muốn cùng bổn vương trên giường. Ngươi còn nhỏ, thân thể nhỏ bé của ngươi, bổn vương không có hứng thú, oanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhất thời đỏ. Giận đến đỏ mặt tí tai, chương 53, cười chân chó. giơ ngón tay chỉ vào hắn, ngươi. Ngươi. Nha, hắn nghĩ đến đâu vậy? Nàng thầm nghĩ muốn ngủ một giấc thật ngon, ai muốn lên giường cùng tên biến thái này. Phượng Thiên Vũ duỗi tay ra, liền đem bàn tay nhỏ bé của nàng chụp lại, nhóc con, thật khó nghĩ là ngươi lại lớn lên trong hoàng cung như thế nào. Nô tài dùng ngón tay chỉ vào chủ tử sao. hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng bao phủ ngón tay gây họa của Long phù Nguyệt. Thản nhiên nói, ngươi có biết hay không? Chỉ bằng lóng tay chỉ vừa rồi của ngươi, bổn vương là có thể đem ngón tay cái của ngươi chặt xuống. Long phù Nguyệt toàn thân nổi da gà, tay hắn phủ tay nàng, làm cho lòng của nàng từng đợt rét rung. Trời ạ, à, võ công người này cao như vậy, bằng không chỉ cần dùng khí công trực tiếp đem ngón tay nàng cắt bỏ đi hảo hán không so đo thế yếu trước mắt, Long Phù Nguyệt cuốn quyết làm ra vẻ mặt tươi cười, thực chân chó cười hì hì nói, vương gia thứ tội, người không biết không có tội, trong bụng tể tướng có thể chạy thuyền, hãy bỏ qua cho tiểu nhân lúc này đi, tiểu nhân kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân đại đức của ngài, nàng thuận miệng nói, đem từ ngữ trong sách vở, trên tivi thường thấy những đoạn máu chó nịnh bợ nói ra, Phượng Thiên Vũ ngẩn ra, ngửa đầu cười ha ha đứng lên, bỏ tay nàng ra, vỗ vỗ vào đầu nàng, nhóc con, ngươi thật sự là một cô bé con cổ quái, ngươi ở nơi nào học được nhiều lời nói quê mùa trong giang hồ như vậy, ha ha, nếu như không phải nhìn cánh tay của ngươi có đồ đằng, bổn vương thật đúng là hoài nghi thân phận công chúa của ngươi, hắn ha ha nở nụ cười, lúc này mới nói, nhìn thấy ngươi bổn vương thấy rất vui vẻ, bổn vương tạm tha cho ngươi lần này, nghỉ tạm hai canh giờ, sau đó đem soái trướng rửa sạch một lần, nhớ kỹ, chính là không được nhiễm một hạt bụi nào. Nếu như bổn vương phát hiện một chút cho bụi, thì cái đầu nhỏ của ngươi không thể an ổn ở trên cổ ngươi. Hắn lại vỗ vỗ đầu Long Phù Nguyệt, lúc này mới xoay người nghênh ngang mà đi. Long Phù Nguyệt sớm không tìm ra phương hướng. Vừa thấy hắn rời đi, bất chấp tất cả, nhảy vào trên đệm liền ngủ. Tự hồ là ngủ thật lâu, lại tự hồ là ngủ ngắn ngủn trong một cái chớp mắt. Nàng đang ở trong mộng cùng Chu Công nói chuyện phím đánh cờ. Bên tai giống như truyền đến một trận tiếng kêu, Phù Nguyệt, dậy mau, ngươi đã ngủ hai canh giờ, chương 54, trách không được ngươi lại vụng về đến thế. Long Phù Nguyệt trở thân mình, ánh mắt cũng không mở, mơ mơ màng màng phất phất tay, đừng, đừng gọi. Để cho ta ngủ tiếp một lát thôi, Long Phù Nguyệt thích nhất là ngủ nướng, lúc ở hiện đại, bởi vì sáng sớm trời giường, đồng hồ báo thức không biết bị nàng phá hủy bao nhiêu lần. Lúc này nghe được có người gọi, nàng ngủ, mơ mơ màng màng, nàng còn tưởng rằng là ở hiện đại hoàn toàn là không để ý tới. Rời giường. Nếu ngươi không dậy, cẩn thận vương gia chém đầu ngươi. Tạp âm bên tai kia bám riết không tha, chẳng những không nhỏ đi, ngược lại còn to hơn. Ngay cả thân thể của người đó cũng mãnh liệt lay nàng dậy, này lay trên rồi lại lay dưới, khiến nàng mông lung mơ hồ chạm đến vết thương, một trận đau đớn truyền khắp toàn thân, nàng nhất thời đau đến mất hồn mất vía. Kêu ta một tiếng, mở mắt trước mắt thấy khuôn mặt của một tiểu nha đầu, đôi mắt tròn tròn thật là linh động. Điềm Nhi, lúc này Long Phù Nguyệt hoàn toàn thanh tĩnh. Điềm Nhi, tại sao ngươi lại ở trong này? Điềm Nhi thấy nàng rốt cục tỉnh lại, thở phào một hơi. Phù Nguyệt, ngươi đã tỉnh, ngươi ngủ cũng thật lâu, ta đã gọi ngươi cả nửa ngày a. À. Long Phù Nguyệt xấu hổ cười cười, à, à, ta luôn ngủ say như thế, hơi mê mang một ít. Này, đúng rồi, Điềm Nhi, ngươi tại sao biết giờ này đến gọi ta? điềm nhi cúi đầu khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ là là vương gia sáng nay tự mình phân phó cho ta ngày ấy không cho ta ở chỗ giặt quần áo để cho ta tới nơi này cùng ngươi cùng nhau quét tức soái trướng cũng dặn ta giờ này giờ đánh thức ngươi long phù nguyệt lúc này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra thầm nghĩ thì ra tên biến thái này còn có chút nhân tính biết soái trướng lớn như vậy một mình ta quét không hết điềm nhi tay chân cực kỳ nhanh nhẹn chỉ chốc lát đã chuẩn bị khăn lau cái vất trần và dụng cụ chỉnh tề vân vân, hai người liên thủ quét dọn, Điềm Nhi nói nhiều, so sánh nhiều, liếu riếu. Hai người vừa nói vừa làm, cũng thật là rất vui, phù nguyệt, thì ra ngươi thật là tiểu công chúa thiên cơ quốc, trách không được tay chân vụng về ngươi lại đến thế. Hì hì, nhưng ta thực sự không hiểu, tối hôm qua giặt nhiều quần áo như vậy, ngươi làm sao giặt hết. Điềm Nhi cuối cùng là hỏi ra vấn đề thắc mắc, chương 55, trời ạ, à, không bằng ngươi giết ta. Long Phù Nguyệt hì hì nở nụ cười, mở to đôi mắt, nửa thật nửa giả nói, thần tiên thấy ta đáng thương, đến giúp ta giặt. Kỳ thật tiểu thanh xà trên người Long Phù Nguyệt kia chính là một kim tầm cổ. Kim tầm cổ thích nhất là sạch sẽ, những chỗ nó ở thường thường không có một hạt bụi dù là rất nhỏ. Tối hôm qua khi mọi người đều đi rồi, nàng liền thả tiểu thanh xà ra, để cho nó giặt thay quần áo. Đương nhiên là giặt nhanh lại còn sạch. Nguyên nhân mà Long Phù Nguyệt có gan ngủ là do Phượng Thiên Vũ đã đi rồi, dù sao chỉ cần phái tiểu thanh xà ra đảm nhiệm việc quét dọn nàng đương nhiên là không khẩn trương, lại không nghĩ rằng Phượng Thiên Vũ sẽ cho nàng một người để giúp đỡ. Chết thật, đương nhiên nàng làm sao dám sử dụng tiểu thanh xà, chiếc tiệc thật, nàng cũng không dám dùng. Đành phải chấp nhận đi cùng Điềm Nhi làm nhiệm vụ lau dọn, khăn lau rất nhanh bẩn, chậu nước sạch cũng biến thành đen. Long Phù Nguyệt trong lòng suy nghĩ một kế, cười hì hì nhìn Điềm Nhi nói, Điềm Nhi, ngươi cứ lau trước, ta đi ra bờ sông múc nước, ở trong lòng hiện tại đã âm thầm tính toán, hiện tại tên biến thái kia không có ở đây, đúng là thời cơ tốt đế chạy trốn, nếu có thể ra bờ sông, nhảy vào trong sông kia nàng sẽ không sợ, nàng đang dùng sức tính toán, Điềm Nhi lại nở nụ cười, phù nguyệt, chúng ta không cần phải tự mình đi múc nước đâu. Bên ngoài còn có người hầu binh sĩ mà. Múc nước là nhiệm vụ của bọn họ. Miệng nói xong, liền đem nước bẩn mang ra ngoài không lâu sau quả nhiên quân sĩ lại đem nước tiến vào trong kế hoạch chạy trốn của long phù nguyệt một lần nữa hỏng từ trong trứng nước không khỏi có chút ủ rũ. hai người dọn dẹp ước chừng gần một ngày soái trứng trở nên rực rỡ hẳn lên hai người vừa định ngồi xuống nghỉ một chút trứng rèm được vén lên một tiên lính chạy bộ vào lớn tiếng phân phó một câu vương gia có lệnh đại quân xuất phát về nước cho các ngươi trong vòng một canh giờ đem lều lớn vật dụng đều đóng gói phân loại hôm nay phải đi rồi a à, long phù nguyệt ngây người không thể nào lại muốn rửa sạch phân loại một lần nữa trời ạ à, không bằng ngươi giết ta nhưng mà oán giận thì oán giận quân lệnh nàng cũng cãi lời không được đành phải chấp nhận đi thu dọn lại là một phen gà bay chó sủa đem mọi thứ thu dọn lều lớn nhỏ gì đó rốt cục bị các nàng toàn bộ thu dọn xong xuôi cũng phân loại chỉnh lý tốt vừa mới thu dọn xong đỉnh hoa lệ lều lớn kia liền bị hủy đi xuống dưới, thành một đống linh tinh đổ nát, mọi thứ đều được chất trên một chiếc xe ngựa to, chương 56, nhóc con, bóp chân cho bổn vương. Tam quân binh sĩ đã toàn bộ chuẩn bị đợi lệnh, Phượng Thiên Vũ mang đội quân tiên phong, chừng mấy vạn người, binh hơn một vạn, đông không kể xiết, nhiều người như vậy sắp xếp thành một đội ngũ thật chỉnh tề, ngay hàng thẳng lối giáp trụ sáng ngời, Long Phù Nguyệt nhìn vừa thấy, thè lưỡi, Lần đầu tiên có một tia bội phục đối với Phượng Thiên Vũ, ồ, người này hành quân rất có tiến bộ, nhìn cách hành quân chỉnh tề thế này so với buổi duyệt binh lễ quốc khánh cũng không thua kém. Sớm có một sĩ binh dẫn hai nàng lên một chiếc xe ngựa, bên trong xe đã có bốn năm nữ tử, đều mặc đồ của thị nữ. Nhìn thấy Long Phù Nguyệt tiến vào, lộ ra ánh mắt tò mò, Long Phù Nguyệt bất chấp tất cả, tìm chỗ ngồi, vừa định ngồi xuống, mông vừa mới chạm vào ghế, nàng liền đau đớn nhảy dựng lên ôi, vết thương ở mông nàng còn chưa có khỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Không gian trong xe rất là hẹp, nàng hoàn toàn không thể đứng, lại không thể ngồi, không có cách nào. Nàng đành phải quỳ xuống dựa lưng vào vách xe, qua một hồi, xe liền dừng lại, Long Phù Nguyệt xốc lên màn xe, hướng ra phía ngoài nhìn, phía trước là nhìn không tới những chiếc xe ngựa phía sau, phía sau sắp hàng chỉnh tề. Những lá cờ bay phất phới, xe ngựa nối đuôi nhau thành hàng dài, quỳ một hồi chân của nàng bắt đầu tê. Trời ơi, nàng không biết phải ngồi bao lâu trên xe ngựa. Nếu ngồi trên này mấy ngày mấy đêm, chỉ sợ chân nàng sẽ hỏng mất. Nàng đang oán niệm đầy mình, chợt nghe tiếng chân bước tới. Một người ở ngoài xe hô, Vương gia có lệnh, gọi Long Phù Nguyệt đến Long Sa hầu hạ. Long Sa, xe dành cho Vương gia, hay vua chúa. Long Phù Nguyệt sửng sốt. Trời ơi, còn bảo cho nàng đi hầu hạ. Cái tên biến thái kia tra tấn nàng còn chưa đủ. Long phù Nguyệt một đầu đầy hắc tuyến, ở chung quanh tràn ngập ánh mắt đố kỵ của nữ tử. Nàng bị đưa đến một chiếc xe ngựa rộng lớn xa hoa. Xe ngựa này so với xe ngựa bình thường ước chừng lớn gấp hai lần. Bên trong xe được bố trí cực kỳ tinh xảo, có một cẩm tháp, còn có tấm thảm tinh xảo lót sàn, một cái bàn bằng gỗ hoa lệ. Mỗi một thứ đồ vật đều được bày trí rất tỉ mỉ. Đồ vật tuy nhiều nhưng hoàn toàn hợp lý, không chói mắt. Cô, Vương gia này thật đúng là biết hưởng thụ nhìn một cái, ngay cả xe ngựa cũng giống như phòng ngủ. Ôi, vẫn là người kia có số mạng thật tốt, bên trong xe, chỉ có một mình Phượng Thiên Vũ, giờ phút này hắn đang nửa nằm nửa, nửa ngồi trên cẩm tháp, nhìn thấy nàng tiến vào, ánh mắt dừng lại ở thắt lưng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý cười, nhóc con, bóp chân cho bổn vương, chương 57, hai chân người kia sẽ không phải là giả chứ. Long Phù Nguyệt bởi vì vừa rồi là quỳ sát ở trên xe ngựa, hai chân tê dại không chịu nổi, mà binh lính kia thúc giục nàng đi nhanh, làm cho chân nàng cũng chưa kịp giãn gân cốt, cho tới bây giờ hai chân vô cùng khó chịu, như là có hàng vạn hàng nghìn mũi kim đâm vào chân. Nghe thấy Phượng Thiên Vũ phân phó một tiếng, trong lòng thầm mắng, người ngồi thoải mái như vậy ở trong xe ngựa còn cần bóp chân, thật sự là sướng quá mà, tuy trong lòng không hề phục, miệng nàng cũng không dám nói gì. Đành ngồi xuống, hai nắm tay ở trên đùi hắn nhẹ nhàng đấm bóp. Phượng Thiên Vũ mỉm cười nhìn nàng đôi mắt sâu như biển rộng khẽ khép hờ lại, tràn đầy hứng thú. Hắn giãn đôi chân dài ra một chút, nhóc con, dùng sức mạnh một chút, ngươi hiện tại giống như đang gãi ngứa vậy, lửa giận của Long Phù Nguyệt vốn đang sôi sụp trong bụng, nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại phát hỏa, hừ, chê yếu phải không? Vậy nàng liền thử dùng một vài mưu mẹo xem sao, Long Phù Nguyệt vén tay áo, cắn răng một cái, nắm tay nhỏ bé nhanh như chớp cuồng bạo đánh thùng thục xuống. Khóe miệng Phượng Thiên Vũ ẩn chứa một nụ cười nghiền ngẫm, rõ ràng khép hờ ánh mắt, từ, như vậy là được rồi, đừng có ngừng. A. À, Long Phù Nguyệt sửng sốt, ở hiện tại khí lực của nàng cũng là khá lớn, tuy rằng lần này linh hồn nàng đang tạm ở trong thân thể một tiểu nha đầu 13-14 tuổi, nhưng nàng cảm thấy khí lực vẫn rất tốt, lần này nàng liều mạng đấm thật mạnh, nếu là người thường, sớm bị nàng đấm cho sưng chân mà chân người này lại không phải được làm bằng sắt, sao một chút đau đớn cũng không có, mà dường như lại rất thích. Người kia hai chân sẽ không phải là giả chứ, Long Phù Nguyệt trong lòng hiếu kỳ, thật muốn vén ống quần hắn lên đế nhìn một cái, nhóc, phòng ngủ thật là háo sắc, phòng ngủ lường, nhưng mà ngẩng đầu nhìn thấy dung nhan vô cùng tuấn tú của hắn, nàng lại không có gan. Sau khi đấm bóp một hồi, Phượng Thiên Vũ không sao, Long Phù Nguyệt thật mệt hai bàn tay cũng có chút sưng đỏ nàng ngẩng đầu nhìn xem Phượng Thiên Vũ, người này khép hờ ánh mắt, cũng không có ý định cho nàng dừng tay, nha nha, người này sẽ không là cố ý cho nàng đấm bóp chân giả gây sức ép nàng chứ, Long Phù Nguyệt rất là buồn bực, lấy ra một bàn tay, gãi gãi đầu, trong lúc vô ý đụng phải trâm gài tóc, chương 58, xuống nha đầu, xem đủ chưa. Nàng trong lòng bất chợt vừa động, chợt nghĩ tới một chủ ý, đường cổ đại so với hiện đại không được tốt lắm thường có sóc nảy đợi cho xe ngựa lại sóc nảy một chút, Long Phù Nguyệt giả vờ không giữ được thăng bằng, ngã về trước một cái, cái trâm cài trên đầu của nàng gần như vô tình nhưng thật chính xác, đâm vào đùi hắn, thân mình Phượng Thiên Vũ hơi hơi rung lên, mở tròn mắt. Có một tia giận dữ trong mắt hắn chợt lóe mà qua, nhóc con, ngươi làm gì? Long Phù Nguyệt tay chân luống cuốn gượng đứng lên, nở nụ cười giả dối, ôi, xin lỗi, xe ngựa này thật sự là rất sốc, nô tỳ không cẩn thận, lúc nãy mới đâm phải vương gia, xin lỗi, rất xin lỗi, dạ, đế cho nô tỳ nhìn xem, có phải rất đau hay không, miệng nói xong, không cùng Phượng Thiên Vũ nói chuyện nữa, bàn tay của nàng bắt đầu tìm việc làm, cây trâm của Long Phù Nguyệt đâm vào đùi của hắn, Long Phù Nguyệt vừa vén ống quần của hắn lên vừa thấy, không khỏi hít một hơi lạnh. Người này, làn da so với nữ nhân còn nhẵn nhụi, trắng mịn, giống dương chi mỹ ngọc, nơi bị đâm trúng bị trầy xước có vết máu rỉ ra máu đỏ sẫm trên nền da trắng như tuyết, có một vẻ đẹp thực sự kiêu sa đến như thế. A, à, chảy máu, vậy không phải chân giả. Trong đầu Long Phù Nguyệt xuất hiện ý niệm này, này, xuống nha đầu, xem đủ chưa? Thanh âm của Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên từ phía trên truyền đến, dạ, dạ, nô tỳ sẽ băng bó cho ngài. Long Phù Nguyệt tiếp nhận kim sang dược hăng đưa, chọn một chút, rắc lên chân hắn. Lại nhìn chung quanh, không có băng vải, vậy thì lấy gì băng bó con mắt nàng vòng vo mấy vòng bỗng nhiên nhìn đến áo choàng tuyết trắng của hắn linh cơ vừa động tay nhỏ bé cầm lấy áo choàng xé một cái chỉ nghe xoẹt một thanh âm vang lên áo choàng bất giác bị nàng xé mạnh xuống một mảnh lớn nhóc con ngươi làm gì thế phượng thiên vũ ngồi bật dậy rèm mi hơi khép đôi lông mày hơi nhăn lại đế băng bó cho ngài mà nơi này lại không có băng vải đành phải xé áo choàng của ngài đế làm vải Long Phù Nguyệt cười híp mắt, đối với hành vi của mình vô cùng đắc ý. Hắc hắc, trên TV nàng cũng thường hay nhìn thấy, những tình huống như thế này thì nên làm cách này. Chương 59, Vốn Ván Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thiên Vũ nhất thời đen đi một nửa. Nha đầu này, hắn nên mắng nàng ngốc, hay là nên mắng nàng cổ quái? Nàng thật sự là Long Phù Nguyệt tiểu công chúa sao? Hắn vô lực thở dài một hơi, nha đầu ngu ngốc. Não của ngươi rốt cuộc chứa gì vậy? có khi thông minh quá có khi lại ngu ngốc không tin nổi quân doanh của bổn vương lớn như vậy lại không có băng vải miệng vết thương nhỏ như vậy sao phải cần băng vải băng bó có phải não của ngươi biến thành đá rồi hay không khuôn mặt nhỏ nhắn của long phù nguyệt đỏ lên âm thầm lè lưỡi cười ngây ngô vài tiếng nếu là người bình dân như chúng tôi đương nhiên không cần băng bó nhưng ngài không phải vương gia sao thân mình quý giá ta cũng chỉ suy nghĩ cho ngài thôi vạn nhất bị uống ván sẽ không tốt, uống ván. Phượng Thiên Vũ nhíu mày, có ý gì, uống ván? Uống ván là một loại bệnh, nếu bị thương mà xử lý không tốt, liền mắc phải, một khi bị loại bệnh này, thì coi như đã bước một chân vào quỷ môn quan, tỷ lệ tử vong là khoảng 40%. Long Phù Nguyệt ở trên mạng có một người bạn là y sĩ, hai người bình thường chỉ nói chuyện phím, nhưng cho nàng không ít tri thức y học, thường xuyên qua lại nàng cũng nhớ một ít một khi đã mở đầu nàng sẽ không phanh được nói tiếp ở chỗ các ngươi lạc hậu như vậy đương nhiên không có vaccine phòng bệnh uống ván cho nên vẫn nên cẩn thận một chút nàng chỉ lo nói không biết trong lời nói hồn nhiên của mình có biết bao sơ hở một phen nói cho hết lời cổ tay nàng bỗng nhiên bị hắn nắm đôi mắt phượng thiên vũ lộ ra ánh sáng nhóc con ngươi rốt cuộc là ai sao lại biết những điều cổ quái này long phù nguyệt sửng sốt lúc này mới phát giác mình đã lỡ lời đã nói ra một ít tri thức hiện đại long phù nguyệt cười ngây ngô hai tiếng ta đương nhiên là tiểu công chúa long phù nguyệt ngươi không phải đã kiểm chứng qua sao đôi mắt phượng thiên vũ hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa vậy ngươi lớn lên ở đâu tại sao lại biết nhiều thứ ngạc nhiên cổ quái gì đó hơn nữa nói chuyện với ngươi cũng thực cổ quái không phải ngươi sinh sống trong thâm cung sao long phù nguyệt nở nụ cười liều mang che giấu cái này ta từ nhỏ rất thích đọc sách những thứ kia đều là trong sách thấy được, chương 60, yêu thương nhung nhớ. Đọc được trong sách. Phượng Thiên Vũ rõ ràng không tin, sách gì? Bổn vương coi như là người đọc nhiều sách vở, tại sao lại lại không biết loại sách này, cái này, cái này ta đã quên, bình thường ta đọc xong đều không nhớ tên sách, chỉ nhớ một chút nội dung. Ha ha, ngươi không thấy được cũng không có nghĩa là không có sách đó nha, hiện nay sách nhiều như vậy, ngươi không thấy cũng thật bình thường. Long Phù Nguyệt không sợ chết mở miệng nói, Long Mi Phượng Thiên Vũ giật giật, như muốn nói cái gì đó, xe bỗng nhiên sốc nảy một cái. Long Phù Nguyệt vốn không để ý, cân bằng không tốt, thân mình liền bay về phía trước, bổ nhào vào lồng ngực Phượng Thiên Vũ. Lần này té ngã chính là hàng thật giá thật, một chút giả vờ cũng không có, nàng lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng dậy, chợt thấy thân mình căng thẳng, ngược lại bị hắn ôm trong ngực. Long Phù Nguyệt lớn như vậy vẫn chưa từng bị nam tử ôm qua, không khỏi mặt đỏ tai hồng, ngẩng đầu vừa thấy, đối diện là đôi mắt thâm thúy hẹp dài của Phượng Thiên Vũ thâm thúy. Phượng Thiên Vũ khóe môi hiện lên một mặt tà ý cười, nhóc con, đối với ta yêu thương nhung nhớ. Hắn cúi đầu ở trên cổ nàng cắn một cái, nhóc con, trên người của ngươi vẫn còn thơm mùi sữa của bé con nha, nhỏ như vậy liền đối với nam nhân yêu thương nhung nhớ, vậy thật không ngoan, TNN, qua, anh mặt dày nha em thích o, Long Phù Nguyệt tránh không được, nghe được hắn treo đùa, một luồng lửa giận hướng thẳng lên óc, bàn tay nhỏ nắm chặt lại đánh vào trong ngực hắn, buông tay. Ngươi đừng tự sướng. Tên háo sắc. Ai yêu thương nhung nhớ với ngươi chứ? Ngươi không cần tự sướng như vậy có được không? Nàng đang đánh hăng hái, bỗng nhiên hoa mắt, cổ tay lại bị hắn nắm trong tay, cũng không thấy hắn làm như thế nào, đã ôm nàng ngồi dậy, ánh mắt nhìn nàng, tự sướng. Ô, tiểu nha đầu, từ ngữ của ngươi cũng thật mới mẻ nha. Tên Háo Sắc, ha ha nếu ngươi đã tặng bổn vương một danh hiệu, vậy bổn vương cũng nên cho ngươi lĩnh giáo một chút thế nào là Háo Sắc." Một câu vừa nói xong, Long Phù Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt tuấn tú đã phóng đại trước mắt. "A." À, Long Phù Nguyệt muốn kêu sợ hãi, lưỡi của hắn nhân cơ hội tiến vào bên trong, thám hiểm miệng nàng, cùng cái lưỡi đinh hương của nàng dây dưa, xâm chiếm nàng từng góc một.